Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Yên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe một tâm sự rất là đặc biệt của một anh kỹ sư nha cả nhà. Khi anh tay trắng thì người yêu tỏ tình thì anh đã từ chối, tại vì anh cảm thấy mình không xứng đáng với người yêu. Nhưng mà bây giờ khi anh đã có tất cả trong tay, công danh sự nghiệp, tiền tài, thì anh cảm thấy vô cùng hối tiếc vì ngày xưa đã từ bỏ người yêu thương của mình. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chia sẻ rất là buồn của anh kỹ sư này nhé. Hôm nay thì em sẽ làm một chương trình đặc biệt ha. Chương trình thay lời muốn nói của người muốn giấu mặt. Hôm nay thì anh muốn tâm sự điều gì, gửi gắm tới ai thì anh vui lòng kể câu chuyện của anh ha. Trước hết anh xin chào tất cả cộng đồng mạng, đồng hương, tất cả các đồng hương, đồng bào trong và ngoài nước. Anh thì hiện nay sống ở Mỹ, tiểu bang Georgia. Anh năm nay là 59 tuổi, anh sinh năm 82. Công việc hiện tại của anh là kỹ sư thiết kế đường highway cho chính phủ ở tiểu bang Georgia. Trước đây thì anh làm kỹ sư về xây dựng nhà cửa cho tất cả những cái cho tư nhân. Nhưng một thời gian thì vào năm 80, hình như 87, nó không phải, năm 2008, đúng rồi, năm 2008 thì kinh tế nó xuống. Thì hãng nó lay off một số kỹ sư, thì trong đó có anh. Thì sau đó thì anh thấy là có việc làm về xây dựng nhà cửa cho tư nhân, làm cho tư nhân thì nó không có bền. Sau đó anh quyết định đi trở vô trường lấy thêm một cái bằng khác, là cái bằng, nhưng mà anh lấy một cái level cao hơn là master, nhưng anh lấy về làm về transportation engineering. Thì công việc này là design về highway, cầu. Thì sau khi tốt nghiệp cái bằng master degree thì anh làm cho anh xin và được nhận vào làm cho chính phủ ở tiểu bang Georgia. Thì về cái ngành mà về đường xá DOT ở Georgia là nó đứng hàng thứ tư, tức là nằm trong bốn top của nước Mỹ. Thì nói chung thì công việc ở đây thì làm cho chính phủ thì rất là tế bộ, mình không sợ bị lay off giống như hồi xưa mình đi làm cho tư nhân. Thì anh về đây từ khi mà anh được nhận công việc làm và di chuyển về cái tiểu bang này thì được cũng 4 năm mấy, gần 5 năm cho tới nay. Thì hiện giờ tại vì do bệnh Covid cho nên là anh đang làm ở nhà, một tuần chỉ vô trong văn phòng làm có một ngày thôi, rồi 4 ngày khác thì ở nhà làm. Thì mục đích của anh ngày hôm nay lên đây là khác với tất cả những cái video mà bà Quyên Quỳnh đã làm. Nó ngược lại với mọi người là anh không đi tìm một tình yêu hay đi tìm một người bạn đời nào hết. Mặc dù hiện tại anh đang sống một mình độc thân, anh không có gia đình ở đây, nhưng mà anh cảm thấy mình bằng lòng với cái đời sống hiện tại của mình. Tức là mình cảm thấy mình không cần phải đi tìm một hạnh phúc khác, hoặc không cần tìm một cái người yêu nào nữa hết. Mình
bạn làm sống đời sống độc thân của mình, nhìn mình cảm thấy mình mặc dù không phải là cái hạnh phúc của cái người, của một cái người mà bằng lòng với cái cuộc sống của mình, nó khác với cái hạnh phúc của một cái tình yêu của một vợ chồng hay là một đôi trai gái nào đó mà có thể là chỉ có một mình anh hiểu thôi. Thì một chút xíu nữa anh sẽ nói cho mình và mọi người biết cái sự thật. Thì bây giờ thì cái mục đích anh lên đây là để nhắn gửi lại một cái người bạn gái, cũng là một mối tình đầu ngày xưa của anh cách đây 20 mấy năm về trước, tức là khoảng thời gian 1993-95, khoảng thời gian đó. Thì lúc đó thì anh qua Mỹ được, anh qua Mỹ vào năm 1990, anh đi học viên. Rồi trong thời gian vài năm sống ở đây thì đi làm những công việc đại khái đi bỏ visa delivery. Thì có thời gian thì công việc nó cái market của nó slow quá cho nên nó sa thải bớt. Thì anh cũng bị nạn trong thời gian đó thì bị thất nghiệp. Thì trong thời gian thất nghiệp thì quen một người con gái. Thì đây là cái mối tình đầu tiên trong cuộc đời anh khi mà tới Mỹ. Và khi mà quen với người con gái này thì lúc đó anh không nhận ra đó là một mối tình rất là chân chính, một tình yêu thật sự. Cô ta đến với anh lúc đó, anh bằng hai bàn tay trắng, anh không có xe, không có việc làm. Cô ta lúc đó là một sinh viên năm thứ 3, thứ 4 gì đó, sinh viên trong ngành y. Cô ta tên là Cảnh Học. Thời gian đó thì anh sống ở Sacramento, California. Cô ta tên là Cảnh Học. Ngày hôm nay anh mượn cái chương trình của Nguyên Quỳnh. Thứ nhất là để chia sẻ lại với mọi người về một cái mối tình đầu của anh. Thứ hai, cái mục đích chính là để nhắn gửi lại với cái người con gái ngày chưa tên Cảnh Hồng. Cô gặp thấy đã e cho anh một cái tình yêu rất là chân chính, một tình yêu rất là, một tình yêu đầu đời mà anh vừa trải nghiệm. Tình yêu đó có với anh á rất là đẹp. Đẹp tại vì cô ta đến với anh rất là thật tình. Và khoảng thời gian mà anh với cô ta làm bạn, nói chuyện qua lại thì ngày đó là những ngày rất là đẹp. Cô ta thỉnh thoảng khi mà cô ta không có đi học thì cô ta hay tới nhà anh chơi, rồi rủ, rồi chở anh đi tới trường, hoặc là đi tới những cái nơi picnic của trong trường tổ chức, hoặc là những cái nơi party của cô ta thì cô ta giới thiệu là bạn. Thì mọi người thì thời gian đó thì đương nhiên anh cũng là một người sinh viên có học thức, nhưng mà thật sự có tình đầu anh có lớp 10 ở Việt Nam và anh không có đi học. Nhưng mà trong tình cảm của ta luôn luôn là rất là trân trọng anh. Và rồi một ngày cô ta thấu lộ rằng cô ta cho anh biết rằng cô ta thương anh.
của cô ta, nếu mình nhìn xa hơn thì cô ta sẽ khổ. Cho nên lúc đó mình nói dối với cô ta đó, là lúc mà cô ta tỏ tình với anh thì anh nói dối với cô ta, thôi chuyện tình cuộc tình của mình nếu mà có kiếp sau thì người kiếp sau chi tiết này thì anh nghĩ anh với em không thể đi đến với nhau được. Thật ra lúc đó là nói dối. Và ngày hôm nay qua cái video này, nếu mà quý vị nào sống ở Sacramento, ở Cali hoặc bất cứ cái bang nào mà có biết được cô Cẩm Hồng này, cô Cẩm Hồng này là theo anh nghĩ thì cô ta sinh vào năm khoảng 1971-72 khoảng đó. Thì nếu có ai mà biết được tin cô Cẩm Hồng này thì là tôi nhắn lại với cô Cẩm Hồng rằng có một cái anh ở Sacramento có thời gian làm bạn với Cẩm Hồng, và hai người đã từng làm bạn với nhau, đi chơi với nhau, rồi có thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng lúc đó anh từ chối Cẩm Hồng về tình yêu mà cô ta đã dành cho anh. Anh ra là nói dối, và qua video này anh muốn xin lỗi Cẩm Hồng vì lúc đó anh nói dối. Thật ra Cẩm Hồng, anh rất là yêu em, cho tới ngày hôm nay anh vẫn còn lai lứt vì không nói được, không bộc lộ được cái tình cảm của mình lúc đó với em. Anh lai lứt từ hai mươi mấy năm nay, anh vẫn luôn nhớ về tình yêu mà em dành cho anh. Anh rất là trân trọng, và ngày hôm nay qua video này, qua chương trình của Nguyên Quỳnh, anh muốn cho em biết rằng thời gian đó anh rất là yêu em, nhưng mà anh không dám nói ra. Và ngày hôm nay anh, khi mà anh bắt đầu chuẩn bị một cuộc đời mới, tức là anh không còn mong lập gia đình với bất cứ người nào nữa, giải xác định đời sống độc thân của mình, thì anh muốn bày tỏ cái sự rai rứt của mình, trút đi cái sự rai rứt của mình, để rồi vĩnh viễn anh không còn rai rứt trong lòng. Là anh muốn nói với em là anh rất yêu em. Và nếu có một ngày nào đó có cơ hội mình gặp lại nhau, anh không mong gì mình sẽ đã hàng gắn lại với nhau hoặc trở lại với nhau. Thật ra anh cũng không biết là em tình trạng gia đình em như thế nào, nhưng mà dù cho gia đình, tình trạng gia đình em như thế nào thì chăng nữa, thì ngày hôm nay trong thâm tâm anh, em vẫn là một mối tình đầu. Nhưng mà anh không, nhưng mà nếu mà để trở lại, quay lại mối tình đầu đó thì chắc chắn anh nghĩ sẽ không được. Tại vì anh chấp nhận một cuộc sống độc thân của mình, anh không muốn lập gia đình cho ai nữa. Đó là nói chung là thì qua video này, nếu mà có ai thì quen biết hoặc là biết tin về Cẩm Hồng, làm ơn nhắn lại với Cẩm Hồng rằng một anh bạn, người yêu của cô ta ngày xưa vẫn còn yêu cô ta, nhưng mà giờ đây nếu muốn có gặp lại đi chăng nữa thì mình xin tôi nhau như là mẹ. Thì anh cũng mong mỏi nào đó, mong mỏi một ngày nào đó nếu mà mình có cơ hội gặp lại hoặc nói chuyện thì mình làm chẳng là mẹ. Em có câu hỏi gì không? Em hỏi anh là tại sao lúc đầu tiên cô ấy tỏ tình với anh mà anh lại từ chối cô ấy để bây giờ phải hối tiếc vậy?
cái khoảng cách giữa anh với cô ta theo anh nghĩ thì khá xa, lúc đó thì anh không có học. Và thứ hai nữa, lúc đó anh đang thất nghiệp, không có xe, không có công việc làm, anh cảm thấy tự ái, rồi anh thấy là mình không xứng đáng với cô ta. Nếu hoặc là nếu mình đi xa hơn, đi tới gặp gia đình với cô ta thì thân thể cô ta sẽ khổ, mình không đem lại hạnh phúc của cô ta. Theo anh nghĩ khi mình gặp gia đình, mình là người đàn ông, là một người chồng, thì mình phải đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình. Mình là người đàn ông thì mình phải có bản lãnh để bảo vệ, gây dựng cái hạnh phúc cho gia đình. Và mình là người đàn ông tưởng cùng một gia đình thì mình phải là người giống như là người leader. Mình phải làm ra tiền, mình phải đứng đầu một gia đình. Mà nếu mà mình làm gia đình mà mình trong bản cảnh đó thì rõ ràng mình chỉ là cái người mà phụ thuộc vào vợ, thì anh cảm thấy anh tự ái cho nên anh không có dám đi xa. Năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi anh? Thì hồi nãy anh có nói rằng là anh sinh năm 62, năm nay là 59 tuổi. Dạ. Yeah. Thì nếu mà năm nay cô ta chắc cũng phải là cô ta nhỏ năm 60 tuổi, cô ta sinh năm phải 57, 62. Dạ. Thôi. Dạ. Thời anh với cô ấy biết nhau, quen nhau á là năm đó anh bao nhiêu tuổi? Lúc đó anh khoảng là 93, thì lúc đó anh khoảng anh khoảng 30, 31, thì cô ta lúc đó khoảng 20 mấy tuổi. Dạ. Thời đó còn trẻ, tương lai còn dài mà, tại sao mình có thể đi học và làm lên tương lai sự nghiệp sau này mà tại sao phải mặc cảm như vậy? Rồi khi mặc cảm như vậy, bây giờ anh có đầy đủ sự nghiệp rồi á, thì anh lại cảm thấy hối tiếc. Cái đó là em ở chỗ rất là hay. Lúc đó cái thời gian đó không bao giờ anh nghĩ là mình trở lại trường, tại anh biết là cái khả năng của mình không thể nào vô trường học mình lấy bằng cấp như mọi người được. Lý do là anh trình độ anh lúc đó chỉ có lớp 10, anh mà anh từ khi mà học bỏ lớp 10 cho tới lúc khi anh qua Mỹ năm đó đó, thì lúc đó tính ra anh đã rời trường khoảng 20 năm. Mà một người đã rời khỏi trường học 20 năm mà bây giờ quay lại, mà trình độ có lớp 10 thôi mà quay lại trường học thì quả là sự rất là khó khăn. Cho anh nghĩ mình không có khả năng để mình lấy được bằng đó, thì anh có một cái hoài bão khác. Lúc mình vừa đặt chân tới Mỹ á, thì anh mang cái hoài bão là mình sẽ làm cái gì đó nổi tiếng và làm giàu. Cái làm giàu trong cái thời gian lúc đó anh không hề có nói đó, là làm giàu tức là có tên tuổi trên thế giới với cái hoài bão rất là lớn. Mà nói nếu mà mình mang cái hoài bão đó thì mình phải làm công việc gì đó vĩ đại hoặc là sáng phát minh một cái nào đó để chỉ đại mà người ta thấy lòng người mình, cái hình xã hội thế giới chưa có làm được. Thì đó anh ôm ấp một cái hoài bão là phát minh ra một cái máy điện, một cái máy phát điện chạy bằng nước. Thì nghĩ nếu một cái máy phát điện của mình chạy bằng nước mà phát minh ra đó, thì sẽ thay thế cho nguồn điện mà người ta xài điện để đợt. Thì mỗi nhà khi mà mua cái máy phát điện chạy bằng nước lên ấy, thì người ta sẽ không sử dụng điện ở ngoài nữa, mà người ta sẽ tức là chỉ mua cái máy
dài dài, vận động cái máy đó thì chạy hoài các chuyến xe đồng nhất, thì ai thế giới ai cũng sẽ mua thì ta sẽ được trở thành rất là giàu. Thì đó anh á, mang cái hoài bão đó cho nên ngày ngày nào cũng đi tìm tòi lên thư viện đọc sách rồi tìm cách để phát thân ra cái máy phát điện, thay vì đi học nhưng mà nghĩ khả năng mình không đi học mà mình phải phát minh ra cái gì đó. Nhưng mà rất tiếc là anh là người không có học, không biết gì hết, thì cái chuyện mà phát minh ra cái máy phát điện bằng nước đó là một chuyện phi thụ không bao giờ xảy ra đó. Nhưng mình đó anh không nhận ra điều đó. Rồi cuối cùng thì trong thời gian mà phát minh ra cái đó, cái phát điện đó, thì anh lại phát minh ra một cái món đồ khác, tức là anh phát minh ra một cái dụng cụ, tức là Việt Nam cái bằng cái tổ chức á, Mỹ cái bằng cái survivor. Thì anh phát minh ra cái thứ hai thì thành công. Thì khi mình phát minh ra cái survivor, cái tổ chức đó thành công đó, thì anh được các bạn, tức là anh được, anh có đăng ký lên, anh có đăng ký cái tháng nha, cái tháng tức là cái bằng phát minh thì được cấp cái bằng đó. Thì sau khi mà được cấp cái bằng đó thì anh mới lên một cái hãng chuyên sản xuất dụng cụ. Anh điều với người chủ hãng nó bây giờ tao có phát cái cấp cái bằng này, thì anh đưa cho tụi nó coi cái bằng và cái mẫu anh làm, thì nó rất là thích, nó thích lắm, thì nó mới nói là bây giờ nó sẽ mua lại cái bản quyền của anh, cái phát minh đó với cái giá là 25.000 đồng. Thì lúc đó anh cảm thấy rằng 25.000 đồng nó quá rẻ, anh nghĩ cái này phải 1 triệu đô. Nhưng mà thật ra thằng chủ hãng cũng nói ra, nó nói thật ra cái phát minh của mày tao có thể mua mày 1 triệu đô, nhưng là tao cần những cái document, tức là những cái hồ sơ phân tích ra mấy cái phần material engineering design á, thì bác hỏi anh á, lúc đó hỏi anh á, mày có phải là kỹ sư không? Anh mới nói đó, tao cũng phải là kỹ sư, tao chỉ có học tới lớp 10 thôi. Thì khi mà nó nghe tới cái đó đó thì nó mới nói rằng bây giờ tao không có mua lại cái tác phẩm mày nữa, tại vì mày không phải là kỹ sư, từ tao có được tưởng mình là kỹ sư, tao mới offer cái giá đó, nhưng mà mày không phải là kỹ sư cho nên tao phải suy nghĩ lại đó. Chính vì cái câu nói của chủ hãng á, anh mới về, anh mới nghĩ ra rằng là mình phải trở vô trường học trở lại. Mình muốn thành công ở xã hội Mỹ này, mình phải có kiến thức. Và cái đầu tiên là mình phải lấy cái bằng kỹ sư. Nếu mình muốn tiến xa hơn trong xã hội, thì đó là cái động cơ mà dù cho khó khăn như thế nào, anh cũng cố gắng, anh chấp nhận và anh quay trở lại trường học. Đó cũng là từ cái chỗ đó. Rồi từ đó tức là anh quay trở lại trường học vào năm, lúc mà anh có được cái bằng đó là năm 98, thì năm 2000 anh bắt đầu đăng ký vô học, tức là lấy bằng kỹ sư. Ở đời theo thấy là nếu mình cố gắng kiên nhẫn thì mình sẽ thành công. Dạ, khi mà anh đậu được bằng kỹ sư là năm đó anh bao nhiêu tuổi ạ? Lúc đó anh lấy bằng kỹ sư, anh tốt nghiệp bằng bachelor degree, thì lúc đó anh hai ra trường năm 2007, thì lúc đó anh 45. Thật ra thì trong khoảng thời gian đi học thì anh bắt đầu cũng tin Chúa, thì anh cũng đi nhà thờ. Rồi anh nghĩ cái chuyện mà học thành công của mình á, ngoài
nói là đối với anh thì Chúa đã giúp anh, đã ở với anh để anh đạt được cái bằng cấp đó. Thì sau khi mà anh đã có cái bằng cấp đó rồi, Bachelor degree rồi, thì mình có cái đà, thì sau đó anh lấy cái bằng Master degree thì không khó nữa. À, nãy giờ anh không để cái hình ngay chỗ anh treo mấy cái bằng của anh nó hay hơn không? À, tại vì anh đang dọn nhà, anh đang làm nhà cho nên đây là mấy cái bằng của anh còn ở dưới đất, anh chưa đeo lên, anh đang dọn nhà, anh thấy không? Dưới đất đó đó hả? Hai cái bằng, một cái bằng Bachelor degree chứ một cái bằng Master degree anh chưa đeo lên, đang dọn nhà đồ đạc, nó còn bộn lắm, chưa có sắp xếp được. Dạ. Yeah. Anh rồi trong video này anh muốn chỉ muốn gửi nhắn nhủ với cô người yêu cũ của anh á, là anh vẫn còn rất yêu cô ấy ha. Nhưng mà nhưng mà nếu mà anh cả xác nhận là hai người sẽ không quay lại với nhau được á, thì khi mà anh nhắn nhủ như thế này cô ấy nghe được á, thì cô ấy sẽ càng buồn hơn không? Anh nghĩ cô ta không buồn đâu, tại vì thứ nhất là cô ta đã có gia đình rồi, con cô ta, con của cô Cam Hồng, tức là anh còn nhớ tức là bé Trinh, chắc bây giờ đã lớn rồi, và anh nghĩ Cam Hồng bây giờ chắc cũng đã có cháu rồi, cũng có cháu ngoại rồi, thì hơn nữa thì Cam Hồng đã lập gia đình rồi thì đâu có buồn đâu. Cô ta cảm động, anh nghĩ là tìm cái hạnh phúc mới, thì anh nghĩ có thể là cô ta sẽ tìm cái hạnh phúc mới đó, hạnh phúc hơn anh nữa, cho nên anh nghĩ sẽ có lẽ cô ta không buồn. Tại vì anh biết là người chồng của Cẩm Hồng cũng là người thời gian đó là đi học chung trường với Cẩm Hồng. Dạ. Cũng hai người cũng được hôn, cũng cái hạnh phúc. Thì anh nghĩ thì sẽ không buồn. Chỉ có cái rằng nếu mà có cơ hội thì anh mong gặp lại hai vợ chồng Cẩm Hồng, chồng bé Trinh và Tâm, Tâm là em của Cẩm Hồng, mình làm bạn rồi nói chuyện trao đổi về kinh nghiệm sống hoặc là những công việc sinh sống hiện tại như thế nào, sức khỏe của Tâm. Dạ, yeah. Rồi anh khẳng định là bây giờ là anh đã sống độc thân, anh sẽ sống độc thân luôn. Anh có nghĩ lại không? Thí dụ một cô nào đó muốn kết bạn với anh thì sao? Thì nếu mà làm bạn, chỉ làm bạn thì để nói chuyện, chia sẻ về một cái khía cạnh nào đó trong cuộc đời này, những cái hoạt động, cái kinh nghiệm nào đó thì anh bất rất là vui, nhưng mà nó để làm mẹ để tiến xa hơn tập gia đình thì anh xin lỗi đó, là anh không thể nào làm gia đình với bất cứ người nào được. Thì sẵn đây em phương tiện, anh chưa từng lập gia đình rồi anh cũng không có gì vướng bận hết, tại sao anh lại nghĩ là mình sẽ không bao giờ lập gia đình nữa? Anh sống với ba anh,
mặc dù sống với ba nhưng mà anh không có tình thương với ba. Không phải là anh không có tình thương với ba nhưng mà tình cảm của cha con không có. Anh rất là thèm một cái tình cảm thật sự của cha con, nhưng mà cuộc đời anh không có. Anh chưa bao giờ được có dịp phúc được ba anh dẫn anh đi chợ, đi mua sắm, hoặc là được ba anh bầu anh thích ba và thơ ôm anh, hoặc là hỏi thăm như thế nào, con ra sao. Chưa bao giờ anh có được cái dịp phúc đó giống như mọi người. Rồi bây giờ khi mà lớn lên trưởng thành, anh rất là thèm được cái hạnh phúc có được con, có được vợ. Tức là anh thèm được nghe cái tiếng đứa con của mình ba, anh thèm dữ lắm. Nhưng mà anh tìm hoài, anh có một gian đi tìm, nhà cũng cố gắng bằng mọi cách là mình phải tìm được một cái máy ấm gia đình, một đứa con. Mà anh cũng biết có cái hoài niệm á, là sang trang gia đình với bất cứ cái người nào mà người đó có thể sang con cho anh, rồi người đó bỏ ra đi cũng được để anh giữ đứa con. Cho nên có thời gian anh liên lạc với những người ở Nga, thì bạn gái Nga, tức là những cái cô mà còn trẻ, nếu mà có khả năng anh sẽ bảo lãnh qua đây rồi sống, nếu mà qua đây rồi bỏ anh cũng được, anh chấp nhận. Nhưng mà miễn rằng người đó sống với anh cho đứa con, để thỏa mãn được cái hoài bão anh là anh có một đứa con giống như mọi người. Nhưng rồi dần dần thì anh cảm thấy cái hoài bão, cái ước mơ của mình không có thực hiện được. Lý do về sau này là khi mà anh, tức là anh đã tin Chúa một thời gian, rồi về sau này qua những cái phép lạ Chúa ban cho anh ấy, rồi dần dà anh cảm nhận được có cái tình yêu khác, nó lớn hơn cái tình yêu của riêng tư, cái tình yêu đơn, tức là cái tình yêu trong vợ chồng, cái tình yêu cha con. Thật ra tình yêu vợ chồng, tình yêu cha con là cái tình yêu cho bản năng của con người. Giống như là của con gà mẹ, nó che chở ấp ủ, nó nuôi con, nó khôn lớn. Hoặc là con chim nó mớ mồi cho con, nó mới đem thằng ăn về. Con chim, con nghĩa, con vật, nó đâu có tình yêu. Em giống như con người mình, vậy con người mình tình yêu trai gái hoặc là tình yêu chồng, thật ra đó là cái tình yêu do bản năng của Thượng Đế ban cho con người. Rồi dần dần cảm thấy rằng nó có cái tình yêu lớn hơn cái tình yêu của bản năng con người đó, tức là tình yêu của Chúa. Rồi sau khi anh cảm nhận được cái tình yêu của Chúa, cái tính thế gian này, Chúa chết trên thập tự giá cho con người mình. Chúa không biết mình là ai, tức là Chúa biết mình là ai nhưng mà mình không biết Chúa là ai. Nhưng mà Chúa sẵn sàng chết trên thập tự giá vì con người mình. Thì anh cảm một vòng thời gian học kinh thánh, anh cảm thấy rằng quả thật tình yêu của Chúa lớn, nó cao lớn và nó đẹp, rất là đẹp, đẹp hơn những cái tình yêu đơn, tức là đơn thuần của con người mình. Và từ đó anh nhận ra là cái mà anh đang đi tìm không phải là tình yêu của vợ, không phải tình yêu của nam nữ, mà cái mà anh đi tìm là tình yêu của nhân loại. Tức là anh ước muốn sau này là mình dấn thân mình làm những công việc Chúa, và tình yêu của mình sẽ trải đều khắp các nơi, chứ không riêng, chứ không, chứ tình yêu mình không riêng tư cho một cái người nào hết. Nó có
nghĩa là anh sẽ dấn thân đi làm những công việc xã hội, cũng giúp người này người đó, tức là mình tình yêu của mình sẽ trải đều khắp nơi. Thì anh cảm thấy rằng mình sau này mình sẽ làm cái công việc đó thì thay thế vào cái tình yêu mà chồng, thì mọi người đang đi tìm về tình yêu của vợ chồng. Anh cảm thấy đó là một cái tình yêu rất là đẹp, một cái tình yêu mà anh cảm thấy anh thiết thiết tha, thì anh cảm thấy anh thích, anh muốn làm thật, thì ai gì anh đi tìm tình yêu riêng tư cho mình đó. Thì sáng nay thì qua cái video của em, anh cũng qua cái mà cái ý nãy giờ cũng nói, anh có bốn cái câu thơ của một cái nhà tu khi mà từ chối tình yêu của một cái người nữ. Khi có một cái câu chuyện là có người nữ đó gặp cái nhà tu đó để thổ lộ tình yêu, muốn đến với cái người tu hành này, nhưng mà người tu hành này không có đáp lại tình yêu cái người nữ đó, mà chỉ gửi cho người nữ bốn cái câu thơ như thế này. Chẳng đây qua cái tâm tình đó, anh cũng muốn nói lại, anh dùng mượn bốn cái câu thơ này để nói là cái tâm tình của anh, tức là có bốn câu thơ như vậy. Ta có tình yêu rất mặn nồng, yêu người yêu mình cả non sông, tình ta che chứa trên hoàng phủ, không thể yêu riêng khách má hồng. Đó là cái câu mà anh muốn tóm tắt lại để trả lời cái câu để anh nói với một người nữ nào muốn làm bạn anh mà muốn làm bạn tiến xa hơn thì anh chụp bốn câu thơ này để đáp, để chọn với mình tâm tình hình như vậy. Dạ, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay ha. Thì em hy vọng là sau video này thì sẽ gửi được lời nhắn nhủ của anh đến với người yêu cũ ha. Giờ em cũng mong cuộc sống của anh nó sẽ hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn ha. Cảm ơn nha. Dạ, cũng qua cái chương trình em, anh cũng rất là cảm ơn em quá dành thời gian cho anh. Dạ, hy vọng một ngày nào đó thì em sẽ tiếp tục tác triển cái chương trình của em có nhiều cái đề tài hơn, và để kết nối tình yêu thương của mọi người lại với nhau, để chia sẻ những vui buồn, những cái trắc trở nào đó trong cái cuộc sống tha phương và tình yêu. Dạ, bye anh ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.